身边的人说不可以流泪，在我成熟了以后对镜子说我不可以后悔，在一个范围不停地徘徊，心在生命线上不断地轮回，人在日日夜夜撑着面具睡，我心里憔悴。却忘了眼睛怎样去流泪，明明后悔的时候却忘了心里怎样去后悔，无形的压力压得我好累，开始觉得呼吸有一点难为，开始慢慢卸下防卫，慢慢后悔，慢慢流泪。强的人也有权利去疲惫，微笑背后都只是心碎，做人何必撑得那么狼狈，男人哭吧哭吧哭吧不是罪，尝尝破灭已久眼泪的滋味，就算下雨也是一种美，不如好好把握这个机会，痛苦一回anh lại rảnh rang như vậy. Dạo này không phải rất bận đó sao? Nào là sát thủ nuôi dơi, nào là người gác mộ của bàn chuyên to. Nghe nói anh định rời khỏi chỗ này hả? Anh nghe ai nói gì? Có phải Bạch Nhất Phi không? Phải. Anh còn nói gì nữa? Anh ta còn nói gì nữa? Chắc anh đã biết rồi. Tôi đâu phải đi guốc ở trong bụng anh. Tôi làm sao mà biết được? Anh nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án dơi giết người. Vậy sao? Anh ta có bằng cớ gì hả? Anh có quan điểm của anh. Thật là kỳ lạ. Hôm đó anh ta gặp tôi ở ga xe lửa, liền nói với tôi sắp rời khỏi chỗ này. Như vậy nếu tôi gặp anh ở trong bệnh viện thì tôi sẽ nói anh đã sắp có bệnh rồi. Nếu như ra nghĩa trang được gặp anh thì nói anh đã sắp chết rồi. Anh nói coi diện lý như vậy có đúng hay không? Anh tin ảnh hay không? Tôi chỉ tin những chuyện có chứng cứ. Những gì không có chứng cứ tôi bắt buộc phải nghi ngờ. Anh quả thật không giống người tầm thường. Tôi nói cho anh biết, bây giờ chúng tôi đang nghi ngờ anh, và chúng tôi cũng đang sưu tập chứng cứ. Vậy anh đã kiếm được chưa? Chuyện này không bao lâu sẽ đưa ra ánh sáng, cho nên tôi hy vọng trong thời gian này anh đừng rời Thượng Hải. Rời khỏi? Nếu như tôi đã quyết định rời khỏi nơi đây thì có ai có thể cản trở tôi được? Tôi sẽ dùng tất cả phương pháp để cản người tôi nghi ngờ không được rời khỏi đây. Vậy hả? Vậy cứ chờ đi. Anh đã nói xong chưa? Như Hồng có biết anh bỏ đi không? Biết. Vậy cổ sẽ đi theo anh. Vậy chuyện giữa tôi và Như Hồng có quan hệ tới anh hay sao? Tôi và cổ là bạn thân, tôi có trách nhiệm quan tâm cổ. Chỉ là bạn thân thôi hả? Anh muốn nói gì đây? Tôi biết anh đối với Như Hồng cô chỉ có tuyệt vọng. Anh không thấy có lỗi với bạn gái anh hay sao? Tôi như cổ không có gì hết. Tôi nói cô Diêu Dao. Diêu Dao đã chia tay rồi hả? Bởi vì anh thương yêu Như Hồng nên anh mới chia tay với Diêu Dao. Đó là chuyện với tôi và Diêu Dao. Anh đừng có tránh né vấn đề của tôi. Tại sao anh cứ thường hay theo dõi tôi? Thật ra vì công vì tư, anh cũng đều muốn trừ khử tôi. Nếu anh nói vậy tôi cũng không biết phải làm gì. Anh giận hay sao?
Được rồi, tôi phải đi về. Đi đâu? Anh đừng lo, tôi chỉ đi về bệnh viện. Tôi còn có nhiều việc chưa làm xong. Chưa làm xong công việc của tôi, tôi tuyệt đối không bỏ đi đâu. Anh cố gắng đi, thời gian không còn có bao nhiêu nữa. Trong lúc tôi chưa rời khỏi nơi đây, anh mau đi tìm chứng cớ lên án tôi đi. Nếu nhanh là giữa sát thủ, tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu. Vậy chú vừa mới trở về, hôm nay chú không muốn nằm ở đó nữa, cho dù có chết cũng chết trong nhà của mình. Chú hai, chú đừng có nói vậy, nếu cháu bỏ đi thì còn lại một mình cháu. Phải, chú cũng không muốn chết đâu,
Nhưng mà... Có chuyện gì đó chú? Nhiều vào, lâu rồi chú cháu mình không ăn cơm chung. Ừ. Hay là xuống dưới cùng ăn cơm chung nha. Được rồi. Cháu mới khóc hả? Cháu đâu có. Chú làm nghề tuần bộ đây, cháu không thể gạt được chú đâu. Đừng khóc nữa. Có chú Hai ở đây, có ai dám ăn hiếp dìu dào của chú chưa? Chú Hai, cháu Hai thiệt rất phiền não. Có phải Trần Trung Đạo hay không? Cháu đã chia tay với ảnh rồi, nhưng mà không biết tại sao những người cháu thương đều rời khỏi cháu. Tại sao lại như vậy? Cháu khóc đi, khóc xong sẽ thấy dễ chịu. Sau trận mưa to thì trời lại sáng. Chú ơi, bào chơi sao phòng tuần bộ lại trở thành như vậy? Thật là kỳ lạ. Có ai đó không? Có ai không vậy?
đừng qua đây nha. Mày bước tới ta sẽ nổ súng đó. Tao bắn chết mày. Tại sao lại là mày? Tao bắn chết mày. Tao bắn chết mày. Rốt cuộc tao đã bắn chết mày rồi. Chú ơi, chú làm gì vậy? Đừng có bước tới nha. Tao bắn chết mày. Chú ơi. Nhiều dao. Nhiều dao. Nhiều dao. Nhiều dao. Nhiều dao. Chú ơi, cháu bây giờ chưa muốn chết. Cháu không thể chết. Cháu không chết được đâu. Cứu cháu. Có ai mà cứu cháu tôi? Chú Đạo. Chú Hoài nhất định phải cứu lại cháu. Cứu cháu. Có ai đó không vậy? Nhiều dao. Nhiều dao. Diều dao à. Diều dao à. Chú đã hại chết cháu rồi. Diều dao. Chính chú hại chết cháu. Diều dao. Diều dao. Chú đã hại cháu. Diêu dầu, Diêu dầu ở đâu? Tất cả bởi tại tôi. Chính tôi đã nổ súng bắn nó. Ông đã giết Diêu dầu? Tôi tưởng là Diêu dầu nó giết tôi. Tất cả bởi tại tôi. Diêu dầu làm gì mà giết tôi chứ? Lại lão tưởng. Tất cả bởi tại tôi. Nhiều dao. Nhiều dao. Nhiều dao à. Cổ. Cổ sao rồi? Cổ. Cổ sao không vậy? Chúng tôi đã tận sức. Cô bị thương quá nặng. Cô nói cái gì? Bác sĩ, chính là bởi tại tôi, là tôi nổ súng bắn Diêu dao. Tôi dặn bác sĩ, nó chính là thân nhân duy nhất của tôi. Ông nhất định phải cứu cháu tôi lại. Ông Diêu à? Ông phải cứu nó. Bình tĩnh lại, mau đi giúp tôi. Tôi quỳ lại anh mà. Xin ông đừng có xúc động. Diêu dao. Được rồi, đừng nghĩ chuyện này nữa. Nhiều dao à. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi.
Cô không được hả? Anh vô coi cổ đi. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi. Tôi hiểu. Các người cũng đã tận sức. Sao? Hồi nãy rất là đau, bây giờ đã hết đau rồi. Bác sĩ đã tìm thuốc giảm đau cho em. Vậy thì tốt. Có phải em sắp chết phải không? Em đừng nói bậy. Đâu có sao. Hồi nãy họ nói gì em đã nghe được hết rồi. Như Hồng nói, đi kêu thân nhân đến gặp em lần sau cùng. Em đã nghe được hết rồi. Dịu dàng. Anh có thể nắm bàn tay em được không? Anh có thể nắm chặt thêm chút được không? Anh thường hay nói em làm gì cũng bắt người ta chịu theo em. Em cũng rất muốn sửa đổi lại, nhưng mà bây giờ thì không cần thiết nữa rồi. Anh để cho em bướng bỉnh một lần nữa đi. Em không cần sửa đổi. Em đã tốt lắm rồi. Anh rất là ôn hòa. Đã lâu rồi không thấy anh làm như vậy. Em cảm ơn anh. Dịu dàng. Anh đừng có đau lòng. Con trai đừng có khóc bậy bạ chứ. Tất cả cũng tại anh. Đâu phải. Em đã cảm thấy rất cao hứng. Anh có thể khóc vì em. Dịu dàng. Hồi trước em đâu có dám tưởng tượng như vậy. Nè, dịu dàng à, em nghĩ cho khỏe đi, đừng có nói chuyện nữa. Không được, em đã sắp không xong rồi. Em phải tranh thủ nói hết. Em rất muốn xin lỗi anh. Để chúng ta bắt đầu luyến ái lại. Rất tiếc, bây giờ thì đã quá muộn. Em không cần phải xin lỗi. Bởi vì em chưa bao giờ làm sai. Cái làm sai là anh. Trung Đạo, em muốn hỏi anh vấn đề sau cùng được không? Em hỏi đi. Em muốn hỏi bao nhiêu điều cũng được. Nếu như không kể cô Như Hồng, có phải anh rất yêu mến em không? Anh yêu em. Anh còn nói anh không biết dỗ ngọ con gái. Em rất tội nguyện. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Diêu Dâu. Diêu Dâu. Diêu Dâu. Diêu Dâu. Diêu Dâu à. Diêu Dâu. Em không muốn chết đâu. Em muốn mơ tưởng những ngày chúng ta ở chung với nhau. Thank you.
Diêu Dao, Diêu Dao, Diêu Dao, Diêu Dao, Diêu Dao. Diêu Dao, Bất Diêu. Ông Diêu. Diêu Dao, Diêu Dao đâu? Bất Diêu à, đừng có xúc động quá, nếu không chắc độc sẽ tăng lên thêm đó. Diêu Dao bây giờ sao rồi? Hả? Cụ đã chết rồi. Nó chết rồi. Chúng tôi đã tận hết sức. Ô, bác sĩ, nó đã bị tôi bắn chết đó. Là một tai nạn. Chính bàn tay tôi đã giết chết Diêu Dao. Bác đừng có vậy. Chính tôi đã bắn chết Diêu Dao. Tại sao lại như vậy? Bác Diêu. Tại sao lại như vậy? Bác Diêu à, bình tĩnh lên đi. Tại sao? Tại sao? Bác Diêu à, bình tĩnh lên đi. Tụi mày muốn giết tao thì giết đi. Tại sao liên lụy đến Diêu Dao? Nó còn trẻ tuổi như vậy. Tại sao? Tại sao? Nó có tội gì đâu chứ? Tại sao? Để tôi chết cho rồi đi. Để tôi chết đi. Để tôi chết đi. Nó có tội gì chứ? Để tôi chết đi. Buông ra. Đừng có cản tôi. Để tôi chết. Để tôi chết. Để tôi chết. Bác Diêu à, để tôi chết. Tỉnh lại. Bác Diêu. Nè, để tôi chết. Mau lên thuốc an thần đi, mau lên. Diêu Dao, cho tôi chết đi. Diêu Dao, tại sao đối với tôi không công bằng như vậy chứ hả? Tại sao? Tại sao em không nói chuyện? Đâu cái gì? Tôi đang lo cho Bác Diêu. Anh đã chích thuốc an thần cho ông rồi. Có lẽ bây giờ ông đang ngủ ngon. Ngủ ngon sẽ em chuyện hay sao? Như vậy thì ông ta mới có thể được yên tĩnh. Dù sao cũng không thể cứu được ông. Ông được yên tĩnh không phải tốt hay sao? Anh nói vậy rất tàn nhẫn. Như vậy không biết làm sao. Anh đã tận hết sức lực của anh rồi. Dùng thuốc gì cũng vô ích. Được rồi, em cũng đã mệt, nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì? Tôi thấy phần nửa gương mặt của anh. Phần nửa gương mặt của anh thì sao? Tôi có chút cảm giác. Em không phải bây giờ mới có cảm giác với anh chứ hả? Tôi không nói giỡn đâu. Em không phải nói chia tay với anh rồi sao? Không phải nói về chuyện này. Anh còn việc phải làm. Em đừng nghỉ ngơi đi.
Không phải là anh đâu. Sao lại là anh? Không đâu, không thể nào. Làm ơn ngừng xe. Bác sĩ Diệp. Dạ sư Bạch. Anh đi đâu, tại sao lại gặp ở đây vậy? Phải rồi, đang uống cà phê sực nhớ đến anh. Mới ngước đầu lên thấy anh đi xe ngang. Tại sao đột nhiên lại nhớ tới tôi? Lần trước ở ga xe lửa thật là vô lễ, xin lỗi anh nha. Lần đó anh không nhắc tới thì tôi đã quên mất rồi. Đem theo hành lý định đi xa. Đúng vậy. Thì tôi đãi anh ăn cơm coi như tiễn hành. Thật khỏi giáo sư Bạch, tôi không có đủ thời gian. Vậy hả? Vậy ngồi xuống uống tách cà phê, tới giờ rồi sẽ đi nghe hả? Thôi đừng, xin cảm ơn giáo sư. Nể mặt chút đi, vậy cũng không được sao? Cũng được. Anh ở đây chờ tôi lập tức đi ngay. Quên lấy hành lý giùm cho anh. Để đây được rồi, giáo sư. Hả? Hành lý để đây không sao đâu. Không sợ sao? Không. Vậy thì đi. Mà ngồi đi. Wow, cái vali của anh rất là nặng, nhét đầy đồ đạc, định đi chỗ khác, không trở lại đây nữa sao? Giáo sư Bạch, tôi không hiểu anh muốn nói gì. Không hiểu không sao đâu, để tôi nói chuyện này cho anh nghe thì anh sẽ hiểu. 25 năm về trước, có một bộ đội hành quân đến trấn thủ ở Vân Nam. Lúc đó rất hỗn loạn, binh lính và sơn tặc không có gì khác nhau cả. Bộ đội này thì cũng giống như các bộ đội ở các nơi khác. Trên danh nghĩa thì đi trấn thủ, nhưng mà thật ra là cướp đoạt. Sau đó đã phát hiện một cái thôn có dấu cất nhiều vàng bạc châu báu. Họ mới chiếm cứ làm của riêng. Cũng như số vàng bạc châu báu đó giết hết tất cả mọi người ở trong thôn. Tưởng rằng không ai biết hành động của chúng. Không ngờ còn sót lại một người chưa chết. Sau đó người này đã ra nước ngoài du học. Anh ta quyết tâm trở về trả thù. Anh ta định dùng phương pháp tối độc để giết hết bọn quân nhân tàn nhẫn này. Anh ta có nuôi một số dơi đã biến chủng và đã thả ra cho đi cắn người. Trong mình loại dơi này có chứa một thứ bệnh độc, ai mà bị nó cắn sẽ thấy ảo tưởng rất là khủng khiếp, và sau khi bị dài dò mới chết. Anh ta giết từng người một kẻ thù, và tưởng rằng không ai biết được. Cho đến có một hôm, có một người hay nhúng tay vào chuyện của người khác, lật tẩy anh ta biết được anh ta dùng thân phận ở khắp mọi nơi. Sau đó bởi vì thương yêu một cô gái làm loạn trận đồ, và kết quả đã bị người ta giật mặt. Nghe Đức Hy, nói hết rồi hả? Hết hay không thì phải coi anh tiếp tục như thế nào đây. Thật ra tôi cũng có một chuyện muốn nói cho anh nghe. Anh cũng có một chuyện? Đúng vậy, có một anh mập cứ tưởng rằng mình rất thông minh, có chuyện gì cũng không có giấu anh ta được. Vì vậy anh ta bắt đầu làm phách, bắt đầu làm gì không được tỉ mỉ. Kết quả sau khi anh ta bị một con dơi độc cắn trúng và bị cảm nhiễm bệnh độc của con dơi, nhưng không dè để cho anh ta nghĩ ra lấy máu của con dơi để chế tạo một loại huyết thanh để cứu mạng của anh ta. Phương pháp này thật là có công hiệu. Sự đau khổ và bệnh trạng hồi trước hoàn toàn bị tiêu mất. Vì vậy anh ta mới tưởng rằng bệnh độc trong mình anh ta đã được bài trừ hết rồi. Thực ra còn chưa đâu. Diệp Ngọc Thụ, anh muốn trốn chạy sợ tôi bám theo anh nên mới hù dọa tôi. Tôi nặng hơn 100 kg, anh hù dọa tôi không nổi đâu. Trần Trung Đạo anh ta đang đi kiếm anh đó. Có phải anh cảm thấy choáng váng mặt mày phải không? Tôi nói cho anh biết, chất độc của con dơi trong mình của anh còn chưa thanh lọc được sạch hết đâu. Anh sắp xuất hiện ảo tưởng rồi đó. Lại là ảo tưởng? Lại là ảo tưởng? Có phải anh đang rất sợ không? Anh cũng sẽ giống như bọn tụi nó, từ từ suy nhược rồi chết. Cái chết sẽ đến từ từ với anh. Anh sẽ từ từ mà chết. Trước khi chết, anh sẽ tự dài dò bản thân của anh.
anh sẽ giết chết hết những người bên cạnh mình anh. Anh rất có thể bị hỗn loạn thần kinh. Anh sẽ từ từ tin tôi. Không có chóng mặt đừng sợ. Không sao đâu. Quên đã tiện. Số tiền này anh lấy đi. Tôi đi chỗ khác. Về sau anh khỏi làm việc giúp tôi nữa. Anh cũng phải rời khỏi chỗ này, thay đổi hoàn cảnh khác, lập lại cuộc đời mới. Được rồi, tôi đi. Mong là sẽ gặp lại. Chủ nhân, bảo trọng nha. Anh có lộn không đây? 10.000 đồng bạc không lấy được đồng nào hết. Con gái đó thiệt đẹp tuyệt vời. Anh tối ngày chỉ biết chơi gái không à? Chơi gái không được sao chứ. Nhà thiên xà tới rồi. Xà tới rồi đó. Nè, sao bây giờ anh mới vậy? Có chuyện gấp sao? Có địa chỉ trường mồ côi rồi. Đi một. Nè nè, đi điều tra hả? Nè nè, có cần chúng tôi giúp không vậy? Chúng tôi cần tiền đó nè. Giúp với. Cần giúp nói đi. Hả? Nè, ai đừng có đây mà. Anh đang suy nghĩ gì? Không có gì. Vậy thì rất khủng khiếp. Người nào mà không suy nghĩ gì thì rất khủng khiếp. Chuyện gì cũng dám làm hết. Vậy anh có biết tôi muốn làm gì không? Tôi không biết. Lập tức bắt cho được hung thủ. Trường mồ côi còn bao xa? Sắp tới rồi. Gì đây? Là con dơi.
会在门外徘徊，以为我可以好好入睡，全都是我的错觉。我始终留在你心的边缘，只能够要一些时间看你走远。我努力让爱更美一点，被遗忘的你却又沉淀在我看你的每一眼。我站在你的背后流泪，你从没看见。爱你说得多苦，你听不见。你把心给谁，我就要无所谓。我站在你的背后流泪，你从没看见。爱你说得多苦，你听不见。你把心给谁，我就要失去感觉。